anh em. Để có thể cập nhật nhanh chóng các bài giảng và video, anh em hãy bấm nút subscribe trên YouTube. Anh em có thể yêu cầu bài giảng, đặt câu hỏi, xem livestream và xem các video nhảm nhí mình làm thì hãy search Hiển Râu Guitar trên Facebook rồi bấm like nhá. Với các bạn thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em cái bài cái gì cả đúng không? Mình lại bảo là bài con mẹ nó. Bài con trai cưng của BJ. Với các bạn thì cái bài này ở trên piano thì tớ đã hướng dẫn rồi. Nhưng mà ở trên guitar ấy thì có một cái câu chuyện đấy là ở cái bản gốc của cái bài này này, cái bản gốc ấy thì nó có một cái vấn đề là nó chỉ đánh ở trên một cái beat thôi, mà cái beat đấy ấy, thì nó lại không có hợp âm. Nó chỉ có một cái nhạc nó cứ lặp đi lặp lại kiểu như có thể gọi là một hợp âm thôi. Nếu mà mình đánh ở trên đàn thì nghe nó rất là vô duyên. Thì trong cái bài hướng dẫn này thì tớ sẽ tự sáng chế ra một cái vòng hòa âm, một cái vòng hòa thanh để các bạn khi mà đánh cái đoạn đấy nghe nó vẫn đủ ngầu mà nghe nó vẫn có thể hát được cực ngầu. Tớ sẽ hướng dẫn cả cái kiểu đánh nghe nó ngầu và cái kiểu đánh nghe nó tình cảm, nghe cái kiểu mà nó giống như cái bản piano ấy. Đấy cái kiểu đấy. Cả hai kiểu thì nó khá dễ, nó không gì đâu. Ok, bây giờ chúng ta vào xem nó có gì nhá. Ok, về cơ bản thì hợp âm của bài này thì chúng ta sẽ chỉ đánh có khoảng vài hợp âm thôi. Đối với kiểu chơi ngầu ấy thì tớ sẽ hướng dẫn anh em một cái hợp âm, đấy là hợp âm mi thứ này. Đấy, ok chưa? Một ngón vào đây. Ngón vào đây. M đánh từ tới 6 giờ đi. Đó. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm đô trưởng. Nhưng mà đô trưởng ở đây tớ muốn anh em đánh kiểu như này, đấy là chúng ta sẽ đánh kiểu đô sút 2, tức là chúng ta sẽ chơi như này. Đấy, khá khó. Đấy là chúng ta sẽ phải chặn hết khoang 3 lại như thế này, chặn hết khoang 3 lại. Sau đó chúng ta sẽ đánh một ngón vào đây. Và một ngón vào đây. Ok chưa? Chặn hết khoang 3 lại. Đó. Ok chưa? Đơn giản vậy thôi. Đánh từ dây 5 trở đi. Và sau đó chúng ta sẽ có hợp âm là C sút 2. C sút 2 của chúng ta như thế này. Chúng ta sẽ lùi về, giữ nguyên như thế này nhá. Anh em giữ nguyên này nhá. Chúng ta lùi về nửa khoang. Đó. Đơn giản vậy thôi. Nếu đánh kiểu ngầu chúng ta sẽ chỉ có 3 hợp âm đấy thôi. Nó sẽ nghe như thế này. Con trai thân của mẹ thích hút kẹo lấy lè. Đó, nó sẽ nghe như vậy. Còn nếu như các bạn nếu mà muốn đánh theo kiểu mà nhẹ nhàng tinh tế ấy, thì chúng ta sẽ đánh trên hợp âm như thế này. Chúng ta sẽ dùng capo và chúng ta sẽ cắm vào khoang 5. Đó, ok chưa? Để bởi vì cắm ở khoang 5 là để tầm muốn anh em đánh ở trên cái tông gốc của cái bản ở trên cái bản piano. Cái bản piano version ấy thì nó đánh ở trên tông đấy là tông rê thứ. Thì nếu như mà anh em đánh rê thứ thì chúng ta sẽ phải đánh si dáng, nó khá là căng thẳng, cho nên tớ sẽ kẹp capo lên 5 và tớ sẽ hướng dẫn anh em ở thế tay của la thứ. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó, ok chưa? Ở đây chúng ta sẽ đánh như hôm sau. La thứ. Chúng ta sẽ cho một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Đấy. Đó, đánh từ dây 5 trở đi. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm pha mở. Pha major 7. Anh em thích đánh pha chặn luôn cũng được, tùy sở thích. Thì chúng ta chỉ cần chơi pha major 7 thôi. Đấy là một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Đánh từ dây 4 trở đi. Và sau đó chúng ta sẽ có hợp âm là hợp âm đô trưởng. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Đánh từ dây 5 trở đi. Và sau đó chúng ta sẽ có hợp âm son trưởng. Đấy. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Ngón vào đây. Đơn giản như thế thôi. Đấy là toàn bộ hợp âm chúng ta. Nếu chơi kiểu ngầu chúng ta sẽ chơi trên kiểu là mi thứ, đô sút 2, si sút 2. Còn nếu mà chơi trên kiểu nhẹ nhàng chúng ta sẽ chơi là la, fa, đô, son. Đơn giản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta vào xem bài này đánh nhau nha. Ok, với các bạn thì bài đấy chỉ có từng đấy hợp âm thôi. Thì bây giờ chúng ta vào xem bài này đánh như thế nào. Ok, đi rồi. Ok, với các bạn tôi sẽ hướng dẫn anh em kiểu nhẹ nhàng trước. Bởi vì cái kiểu này thì chúng ta ai cũng tập được. Kiểu ngầu nó sẽ khó hơn một tí. Thì cái kiểu nhẹ nhàng chúng ta sẽ chơi thế này. Đó. Con trai cưng của mẹ thích hút kẹo với lè. À, tèo 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 mà ba mẹ nói là nó không nghe. À. Đó, đại khái như vậy thôi. Thì ở đây tớ sẽ hướng dẫn anh em một cái điệu đánh như thế này. Nếu mà anh em muốn chơi kiểu đơn giản ấy thì chúng ta sẽ đánh là. Đó, đơn giản như vậy thôi. Thì cái tiết tấu này của tớ nó sẽ nghe tay phải này, chúng ta sẽ đánh là bát 3 hai một ba, sau đó hai một đánh cùng lúc thêm lần nữa ba, xong lại hai một đánh cùng lúc ba. Đây chính là cái điệu sấp chậm ấy, đấy mà tớ đã hướng dẫn rất nhiều lần rồi. Công trai từng
mẹ. Thích hút kẹo lấy le. À, teo 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 teo. Đó, chỉ cần như vậy là chúng ta đã có thể chơi được bài này rồi. Chỉ cần như thế thôi. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại 4 cái hợp âm đấy liên tục như thế. Cả bài nó chỉ có một vậy thôi. Còn nếu như mà anh em mà muốn đánh nghe nó đặc biệt hơn một tí tí nữa ấy, vì thực ra là nếu mà bài này cũng không thể đánh được quá đặc biệt được. Cái kiểu kia thì thực ra là nghe nó không khác biệt lắm. Anh em có thể nghe thử như này. Đấy, nó cũng không quá khác biệt so với cái kiểu lúc nãy mà tớ hướng dẫn. Đấy là tớ sẽ đánh 3 dây cùng lúc này. Sau đó tớ lại đánh bát. Sau đó tớ sẽ đánh vào dây 3-2. Sau đó tớ lại bát 3-2. Bát 3-2. Đó, đại khái như vậy thôi. Bùm. Đó. Bùm bát 3-2 bát 3-2 bát 3-2 bát. 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 Bùm. Đấy, chỉ đại khái là như vậy thôi. Còn nếu anh em mà muốn quạt thì chúng ta có thể quạt điệu này. Con trai cưng của mẹ thích hút kẹo lấy le. Đấy, chúng ta có thể chơi đây ba lát. Thế đéo nào em đưa mùa thu đi. À chết mẹ nhầm bài. Đó, đại khái là như vậy thôi. Chúng ta hoàn toàn chỉ cần chơi điệu ba lát là có thể chơi được cái này. Xuống nghỉ nghỉ nghỉ, xuống nghỉ nghỉ, lên nghỉ lên, xuống nghỉ xuống lên cho một hợp âm. Cái này thì tôi đã hướng dẫn rất là nhiều lần rồi, thì anh em hoàn toàn có thể xem cái cách hướng dẫn nó kỹ hơn về cái điệu ballad ở trong cái bài hướng dẫn mà cách để chơi tất cả các bài hát, cái phần mà điệu đàn. Đấy, ok chưa? Cái tiết tấu thì anh em chỉ cần cứ giải như thế, khi nào anh em muốn quạt thì anh em quạt thoải mái, thích quạt lúc nào cũng được, thích giải lúc nào cũng được, tùy sở thích thôi. Xuống nghỉ nghỉ nghỉ, xuống nghỉ nghỉ, lên nghỉ lên, xuống nghỉ, xuống lên cho một hợp âm. Cứ liên tục như thế là được. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái hay hơn, đấy là chúng ta sẽ đánh nghe nó ngầu hơn, nghe nó ngầu lòi hơn, ngầu lòi hơn. Thì đơn giản là chúng ta chỉ cần bỏ capo ra. Chúng ta sẽ đánh ở trên mi thứ, ok chưa? Cái bài đấy chúng ta sẽ nghe như này. Đấy, đoạn đầu mà chưa hát gì chúng ta sẽ đánh thế này này. So vào bài hát nó sẽ thế này. Ok, với các bạn thì chúng ta sẽ đánh hợp âm là mi đô sus 2 si, và các bạn sẽ phải đánh theo cái kiểu như thế này. Đó, nó nghe như vậy. Thì về các bạn thì chúng ta sẽ nhớ là chúng ta sẽ liên tục đánh cái tiết tấu này. Đó, cái palm mute này, thì chúng ta sẽ đánh như thế này. Chúng ta sẽ lấy cái phần này, đúng cái phần này. Đấy, chúng ta đập liên tiếp vào phần trên của cái đàn như thế này. Đó, cho các lúc các bạn đập như thế này, các bạn vẩy ngón tay xuống, vẩy ngón trỏ xuống như này. Đấy. Đấy, vẩy xuống, vẩy xuống. Đấy. Đó, thấy không? Đó, vẩy ngón xuống như thế này. Sau đó, khi bạn nhấc tay ra thì bạn vẩy lên như thế này. Các bạn tập liên tục như thế. Các bạn tập liên tục như thế cho nó quen. Xuống lên, 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 xuống lên. Đó, đại khái như vậy thôi. Thì ở cái tiết tấu này các bạn nhìn tớ đánh mi thứ này. Xuống, xuống. Khi nào mà tớ bảo xuống xuống thì tức là khi vuốt lên các bạn không đánh gì cả nhé. Xuống, xuống. Chúng ta chỉ có xuống này. Nhấc tay ra không đánh gì cả. Và lại xuống. Nhấc tay ra không đánh gì cả. Đó, ok chưa? Cái việc mà chúng ta đánh như thế này và nhấc lên như thế này nó sẽ tương ứng với cái việc mà chúng ta quạt xuống và quạt lên. Đấy kiểu. Đấy. Nhưng mà thay vì chỉ đánh toàn thì tớ sẽ cho thêm cả cái tay đập vào. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Đó,
xuống xuống chịch 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 chịch, xuống xuống chịch 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 chịch, lên xuống chịch chịch lên xuống chịch. Đấy là tiết tấu của chúng ta là như thế. Xuống xuống chịch 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 chịch, lên xuống chịch chịch lên xuống chịch, xuống xuống chịch 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 chịch, lên xuống chịch chịch lên xuống chịch, xuống xuống chịch 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 chịch, lên xuống chịch chịch lên xuống lên chịch 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 chịch, lên xuống chịch chịch lên xuống chịch 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 chịch, lên xuống chịch chịch lên xuống chịch chịch. Đấy là tiết tấu của chúng ta trong việc đánh từ mi sang đô về si là nó như thế. Thì cái mà chịch 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 ấy, đấy thì cái chịch đấy thì chúng ta sẽ để kiểu như là đang bấm mi này. Sau đó chúng ta ôm toàn bộ ngón tay của chúng ta lên dây đàn như thế này. Nhưng mà chúng ta chỉ đặt lên thôi nhá, chứ không phải là chúng ta ấn. Chúng ta không ấn xuống như thế này mà chúng ta chỉ đặt tay lên dây thôi. Anh em sẽ là đánh vào nó không ra tiếng. Ấn vào nó ra tiếng. Không ấn gì nó sẽ không ra tiếng. Tớ muốn cái cánh mà không ra tiếng đấy. Ok chưa? Đấy. Đó. Xuống xuống chịch 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 chịch. Anh em nhớ nhá. Xuống xuống chịch 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 chịch. Sau chúng ta chuyển sang đô suốt 2 này. Lên xuống chịch chịch, lên xuống chịch chịch. Sáu về si, lên xuống chịch chịch chịch. Đấy. Xuống xuống chịch 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 chịch, lên xuống chịch chịch, lên xuống chịch 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 chịch, lên xuống chịch chịch, lên xuống chịch, xuống xuống chịch 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 chịch, lên xuống chịch chịch, lên xuống chịch, xuống xuống. Đó. Đó toàn bộ tiết tấu của tớ. Thì bây giờ chúng ta vào bài hát xem nó nhiều nhá. Ok, sau khi chúng ta biết là bài này đánh nhiều rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đánh đến phần gọi là demo. Thì tớ sẽ để chỉ demo một tí thôi, bởi vì là cái bài này nó lặp đi lặp lại, nó cũng vậy thôi, nó không gì cả. Đấy, chủ yếu là vì tớ không thuộc cái bài hát. Đấy là khá như thế thôi. Ok, giờ chúng ta sẽ bài demo nhiều nhá. Con trai cưng của mẹ thích ăn diện lấy lê, bạn bè gọi có mặt thương, ba mẹ nói là nó không nghe. Con trai cưng của mẹ chơi hết đời tuổi trẻ, hơn 20 tuổi đầu nhưng khi ở nhà vẫn là em bé. Vì cần này nó, con trai cưng của mẹ đó, con trai cưng chưa bao giờ nhấc nón tay từ khi bà đẻ nó. Con trai cưng của mẹ đó, con trai cưng của mẹ đó, ngoài kia báo tố về nhà mẹ luôn, mẹ chở mẹ che. Con trai không bao giờ nhớ mẹ, con trai không tâm sự với cha, con trai chưa bao giờ phải khóc từ khi mẫu giày nó thích vừa mới ra. Thì ok, hẹn anh em ở cái video sau nhá.